10 công trình kiến trúc kỳ lạ nhất năm 2023. Táo bạo, đầy tham vọng và đôi khi điên rồ, năm 2023 đã có khá nhiều công trình kiến trúc kỳ lạ, phi thường. Không có sự kỳ quặc là tiêu cực, từ điên rồ đến trực trở, đó là cái nhìn của tạp chí Atlas, ấn phẩm khoa học và công nghệ độc lập lớn nhất thế giới. Về những kiến trúc khác gần nhất của năm 2023 với những thành tựu kỹ thuật thực sự ấn tượng. Dưới đây là lựa chọn của trang Atlas về 10 kiến trúc kỳ lạ nhất năm 2023. Tòa nhà hình cầu với màn hình LED lớn nhất thế giới. Trông giống quả cầu tuyết khổng lồ, tòa nhà Sphere ở Las Vegas, Mỹ là cấu trúc hình cầu công nghệ và màn hình LED bên ngoài lớn nhất thế giới. Hiện màn hình này đã hiện lên dòng chữ chợ thế giới. Tòa tháp đôi chọc trời như ảo ảnh trên sa mạc. Tòa nhà chọc trời Epicom ở Saudi Arabia cao 275m và 225m khá ngoạn mục. Công trình bao gồm hai tòa tháp hướng tới tương lai hiện lên như ảo ảnh trên sa mạc. Hiệu sách vũ trụ như một cánh cổng xuyên thời gian và không gian. Công ty XPX cộng Living gây được tiếng vang lớn khi tạo ra các hiệu sách kỳ ảo trên khắp Trung Quốc. Hiện họ đã tiết lộ một dự án khác ở Hội An với thiết kế nội thất đáng kinh ngạc, thiết kế tạo thành các hình dạng vũ trụ phức tạp. Vòng đu quay không gian lớn nhất thế giới, cửa ngõ ấn tượng vào Seoul. Chính quyền thủ đô Seoul vừa tiết lộ kế hoạch xây dựng vòng đu quay không gian lớn nhất thế giới. Vòng tròn kim loại khổng lồ sẽ có độ cao ấn tượng 180m và đón gần 1.500 hành khách mỗi giờ. Tòa nhà chọc trời với hình khối khổng lồ cao 400m. Cực kỳ tham vọng, tòa nhà chọc trời hình khối mới được thủ đô Riyadh, Saudi Arabia lên kế hoạch xây dựng sẽ đạt tới độ cao 400m và có một tòa tháp xoắn bên trong. Theo chính quyền Saudi Arabia, bên trong tòa nhà lớn đến mức có thể chứa 20 tòa nhà Empire State. Cây cầu độc nhất vô nhị quay 180 độ cho tàu thuyền qua lại. Phải thừa nhận rằng, đi bộ qua cây cầu này không phải là cách dễ dàng cũng như thiết thực, nhưng có thể nói đó là một trong những thiết kế sáng tạo nhất để đưa mọi người từ bên này sang bên kia sông. Cây cầu độc đáo nằm ở một bến tàu cũ tại London, Anh và có thể quay 180 độ để tạo khoảng trống cho thuyền qua lại. Trụ sở Tencent và 4 tòa tháp xoắn như cơn lốc. Dự án mới đặc biệt mang tên Tencent Helix. Với hình dạng 4 tòa tháp xoắn được kết nối, tòa nhà sẽ đóng vai trò là trụ sở toàn cầu mới của gã khổng lồ công nghệ Tencent tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Tòa tháp tuyệt vời của Bugatti có thể lái xe thẳng lên căn hộ penthouse. Với kế hoạch xây dựng tòa tháp mới tuyệt vời ở Dubai vừa được tiết lộ, Bugatti là thương hiệu ô tô hạng sang mới nhất đi vào thiết kế kiến trúc. Tòa nhà bao gồm thang máy ô tô, cho phép chủ sở hữu căn hộ penthouse lái xe lên thẳng nơi ở. Văn phòng tại nhà chạy trên đường sắt. Mansion Studio nằm gần thành phố nhỏ Carnation, Washington, Mỹ và nằm cạnh nơi ở của chủ sở hữu Mansion House. Đó là một studio làm việc. Khi đến giờ làm, studio sẽ chạy trên đường ray đến khu rừng gần đó để chủ nhân của nó làm việc với các đối tác. Hết giờ, chúng sẽ chạy trở về đầu cạnh nhà ở để gia chủ trở về với cuộc sống gia đình. Thành phố chọc trời, dài 170 km. Hãy tưởng tượng một thành phố với quy mô dân số bằng với New York và đưa nó vào một tòa nhà chọc trời dài 170 km trên sa mạc. Vô cùng tham vọng, dự án mang tên Light của Saudi Arabia đang được tiến hành xây dựng và công ty Atkin của Anh đã được giao nhiệm vụ